Hôm nay thì Ngọc có một dự định rất là bất ngờ dành cho gia đình của mình. Thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ đoán được là Ngọc đang muốn tạo điều gì bất ngờ đến cho gia đình của mình đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bước vào cửa hàng để xem bật mí từ từ những bất ngờ đó nha. Chào em. Thật ra là ngày hôm nay chị muốn đến đây để sửa xe cho ba của chị. Chiếc này đi, tại vì thật ra là Ngọc thấy cái mẫu mã của chiếc này thì phù hợp với em Ngọc và ba Ngọc hơn. Và đặc biệt con là mới ra nữa nên mê cái nhìn nhất. Lấy chiếc trainers này cho mẹ đi, tại vì nó sẽ nhẹ hơn. Thôi, vậy thì chị sẽ chốt đi. Lấy hai chiếc này nha, dành cho mẹ với lại chị của chị. Chắc chắn là mọi người sẽ rất là bất ngờ luôn. Bởi vì không có nghĩ là một lần mà Ngọc chơi 4 chiếc xe. Rồi mời ba mẹ ra đây nha.